kỷ niệm. Thời gian kia không xóa mờ, một thời yêu em có ai ngờ, một đời tâm can mãi bơ vơ. Vì từ đầu tình yêu chưa dẫn lối, niềm đau ngày xưa làm mờ lý trí. Vô tâm gieo nên ngàn giọt nước mắt, đọa đầy hồng nhan giữa thế gian. Đến phút cuối nhận ra tim anh rung động vì yêu thương vỡ hoa. Chính vì em ngây thơ khiến anh ngộ nhận, chuyện tình đôi ta như là mơ. Đều đã lỡ tổn thương trong em, buồn bàn tay mong em hạnh phúc. Xin tha thứ tội tình trách thăng thăng anh, nhìn lên cao xanh lối gió anh mà. Ta mèo đâu rồi trời, mèo nó đi đâu rồi ta? Nè, bây giờ em ngồi xuống đây đi. Hả? À? Em nhìn đi, em thấy có quen không? Em nhìn kỹ đi, đây là cỏ ba lá mà em từng thích. Hy vọng là em sẽ nhớ nó. Nó thực sự rất có ý nghĩa với em. Nè, Khánh My à, đừng như vậy mà. Khánh My, được rồi, đừng lấy lên nữa, giơ tay hết rồi nè. Buông ra đi. Nghe anh nè, em nhìn kỹ chỗ này nè, cái này mới là cỏ ba lá đây. Em nhớ ra nó rồi đúng không? My, em nhớ ra cái gì rồi đúng không? Đẹp, đẹp. Tôi nghe. Minh Điền hả? Dạ không phải, đó là Hoàng Hà. Hoàng Hà? Dự án đấu thầu lần này Hoàng Hà đâu phải là bên của chuyên môn. Ôm vô là công ty đó chết chắc. Chắc chắn đó là bất lợi cho công ty của họ. Nhưng mọi công trình của Hoàng Hà dù không có quy mô tầm cỡ lớn nhưng vẫn có dấu ấn riêng, đặc biệt á là về mặt thẩm mỹ. Cái đó chưa đủ, tiếp tục làm theo kế hoạch cho tôi. Nếu như bên đó vẫn còn cứng đầu, đổi qua kế hoạch B. Anh hiểu chứ? Dạ tôi hiểu. Ủa, chị làm gì vậy? Cửa mà không khóa luôn. Ý chết, tôi quên. Tôi đang chăm sóc cỏ ba lá mà cậu Bách trồng cho cô My á. Cỏ ba lá? Dạ đúng rồi. Cậu Bách nói cô My mà nhìn thấy cỏ ba lá là sẽ khôi phục lại trí nhớ á. Nhưng mà cổ phá banh chành hết rồi, làm tôi phải trồng lại. À, vậy hả? Dạ. Mà công nhận là cậu Bách thương cô My thiệt á. Cậu tự tay kiếm cỏ ba lá này về trồng nè. Cỏ ba lá,
Con không cần phải nói gì nữa cả. Cô hiểu tâm trạng của con lúc này ra sao mà. Đúng là những chuyện này cô cháu mình không có thể lường trước được. Cũng tại cô, cô quá tin tưởng Diệt Bách, cứ nghĩ là nó đem cô bé kia về chăm sóc là bởi vì con bé kia không có người thân cận bên cạnh. Bây giờ thì không thể nào căm lòng đứng nhìn như vậy được con à. Con không biết con còn có thể chịu đựng như vậy được bao lâu nữa. Biện pháp nhẹ không được thì buộc phải làm biện pháp mạnh hơn thôi. Mẹ à, món này mẹ thích nè, mẹ ăn nhiều vô nha. Con. Cô bị sao vậy? Lúc này không hiểu sao cô thấy giống như nó có cái gì nhận nhận ngay cổ, khó nuốt dữ lắm. Có khi nào là bệnh đa bao tử của cô tái phát lại không? Không lẽ là nó? Tại vì con nhớ là bác sĩ có dặn cô phải ăn uống đúng bữa, không được để căng thẳng mệt mỏi. Mẹ, có khi nào bệnh của mẹ nặng hơn không? Mẹ không nghĩ như vậy đâu. Thôi, hai con cứ ăn đi nha. Bác sĩ nói là bệnh cô phải chú ý, nếu như mà bệnh của cô bị tái phát lại nó sẽ nghiêm trọng hơn, phải điều trị gấp, nếu không thì sẽ có biến chứng đó. Hay là thôi để con đưa cô vô bệnh viện nha. Thôi, có chuyện gì thì mai mình tính nha con nha. Dạ. Vậy ngày mai con đưa mẹ đi nha. Tối nay mẹ ngủ sớm đi. Con ăn xong rồi, con đi trước nha. Con đi đâu vậy? Dạ, con có việc phải đi. Con có thể tỏ ra e dè một chút, khó xử một chút khi đứng lên đi công việc riêng của mình mà. Sao con không làm vậy? Con chưa hiểu ý mẹ. Con người mẹ nào mà không tủi thân khi đứa con trai yêu quý của mình biết mẹ mình đang đau bệnh như vậy mà nó vẫn bỏ đi để lo công việc của mình chứ. Mẹ chỉ nói đùa như vậy thôi, chứ thực ra con muốn đi công việc thì con cứ đi. Có Minh Thư ở nhà, khi nào mẹ có chuyện gì thì mẹ sẽ nhờ Minh Thư gọi xe cấp cứu vậy. Con à. Dạ. Giúp cô về phòng đi. Dạ, để cô đưa cô lên phòng. Thư à, để anh cho. Đi mẹ. Con xin lỗi mẹ. Cảm ơn con. Để con dìu mẹ lên nha. Để xem mày giải điên được bao lâu. Tôi cục tức này rõ ràng là nắm chắc phần thắng trong tay, chắc chắn là thắng được Quang Hà. Nhưng mà cuối cùng
là bị cái ký kết hợp tác chết tiệt đó làm đảo lộn tất cả mọi thứ. Thật sự là chuyện công ty Hoàng Hà ký kết hợp tác làm ăn với Minh Điền em hoàn toàn không biết, và gần như không có thông cáo báo chí, và cũng không có một chút thông tin nào hết. Chắc chắn là nó biết được Hoàng Hà không thể thắng được Khang An nên nó mới bày ra chiêu trò này. Không ngờ nó lại đi trước mình một bước. Anh không nghĩ ông Mạnh, quyền giám đốc hiện giờ của Minh Điền, có phải là người như vậy không? Ý cậu là sao? Ông ta chỉ là một bà con xa của ông Hoàng thôi, chỉ là một người quản lý cơ sở sản xuất ở dưới quê. Vậy thì tại sao ông ta lại có khả năng phán đoán được tình thế để thắng Khang An như vậy chứ? Ủa, thằng Bách đâu, sao không ăn cơm hả con? Anh Bách có cuộc họp sớm rồi cô. Sớm gì sớm, cũng phải ăn uống cho đàng hoàng chứ. Dạ. Minh Thư. Dạ. Con cũng phải ăn nhiều vô nha. Ăn rau này nó mát nè con. Dạo này con ốm dữ lắm đó. Nè, ăn đi con. Con cảm ơn cô. Trời ơi, con mới là người phải lo cho cô nè. Cô có nhớ bác sĩ dặn cô cái gì không? Cô không có tin đâu. Cái gì mà cứ ra vô bệnh viện hoài mà cũng có chữa được cái gì đâu. Đó, bác sĩ mới nói là bây giờ không có được lo lắng, không có được căng thẳng. Sao mà không lo lắng được chứ? Cô lại đau nữa hả? Chắc là không sao đâu. Do cô đói quá cho nên đau bao tử gì thôi mà. Vậy giờ mình tranh thủ ăn, rồi mình đi uống thuốc nha. Thôi con ăn đi. Dạ. Thôi cô ơi, cô có sao không cô? Cô đau lắm hả? Sao tự nhiên cô quặn đau quá? Cô có chịu nổi không? Con gọi xe cấp cứu nha. Alo. Mẹ anh sao rồi? Bác sĩ nói sao? Cô mới chập mắt thôi à. Mình ra ngoài nói chuyện nha. Sao vậy? Bác sĩ nói mẹ anh bị gì? Anh hỏi bác sĩ nói mẹ anh bị cái gì xem lúng túng vậy? Không sao hết. Không có bị gì hết. Không sao? Không sao mà thái độ em vậy hả? Trước cuộc là mẹ anh bị cái gì? Tại sao em lại giấu anh? Nói cho anh biết. Bác sĩ nói cô bị ung thư dạ dày. Thì ra cô chán ăn, cô hay ôm bụng là dấu hiệu của bệnh. Vậy mà em cũng không biết để đưa cô đi khám sớm. Ung thư. Bây giờ trong người mẹ thấy sao rồi hả mẹ? Con đừng lo gì cho mẹ hết. Thật lòng con lo cho mẹ lắm. Lúc nào mẹ cũng kêu con đừng có lo cho mẹ. Lúc nào con cũng không lo cho mẹ nên bây giờ mẹ mới ra nông nỗi này đó mẹ hả? Xin lỗi mẹ, là con không lo cho mẹ, là lỗi của con. Nếu như con đã nói như vậy thì mẹ cảm thấy sống đủ quãng đời còn lại của mẹ như vậy là tốt rồi. Mẹ à, con xin mẹ mà, mẹ đừng có nói như vậy mà mẹ. Bệnh của mẹ, bệnh của mẹ sẽ chữa được mà mẹ. Con sẽ cho mẹ phẫu thuật, không thì xạ trị, không thì hóa trị, nhất định sẽ chữa được mà mẹ. Nếu mẹ sống thêm nữa thì cũng có ích gì đâu chứ. Có khi mẹ lại là gánh nặng cho con. Con không cho mẹ nói như vậy. Kiếp này con sống được là nhờ mẹ. Tất cả những thứ con có là do mẹ.
Sao mẹ là gánh nặng của con được hả mẹ? Nghe những lời con nói mẹ cảm thấy rất là vui. Nếu vậy con nói mang nợ mẹ, vậy thì con hãy trả cho mẹ, con có đồng ý không? Con hứa, con đồng ý. Mẹ muốn con hứa cái gì con cũng hứa với mẹ hết. Trước khi chết mẹ có một nguyện vọng, con có thể thực hiện được không? Mẹ nói đi. Mẹ nói đi mẹ. Mẹ muốn con cưới Tư, không trì hoãn, không tìm cách thoái thác nữa. Mẹ muốn khi còn sống thấy được hai đứa con là vợ chồng của nhau, sống bên nhau hạnh phúc, và muốn nhìn thấy con của các con. Con có đồng ý làm điều đó giúp mẹ không? Mẹ à, chuyện này lúc trước con có nói rồi, nhưng mà bây giờ con... Con đáp ứng nguyện vọng của mẹ bằng thái độ như vậy sao? Không, không phải là như vậy. Con... Như vậy thì thôi đi, con cứ để cho mẹ chết không nhắm mắt, vậy cũng được mà, đúng mẹ không? Mẹ à, mẹ đừng có bao giờ nói như vậy có được không mẹ? Vậy là con quyết định đi. Một là mẹ chết không nhắm mắt, hai là con phải cưới Thư. Mẹ biết trong hoàn cảnh này con không còn lựa chọn nào khác, nên đã đưa My về chăm sóc. Mà con cũng thấy rồi đó, nhân ân quán chồng chéo giữa con và nó, biết đến bao giờ mới hóa giải được đây. Đã vậy nó lại đang như vậy nữa. Mẹ đồng ý để yên cho con chăm sóc My, nhưng chỉ là chăm sóc nó như một đứa em gái thôi. Nếu con làm được như vậy thì Thư cũng sẽ coi My như em gái của mình. Cả hai đứa cùng lo cho nó. Sao hả con? Sức khỏe của mẹ mẹ biết mà. Chắc chắn là mẹ sẽ không kéo dài được lâu nữa đâu. Dù có phẫu thuật đi chăng nữa thì... Mẹ à, mẹ à. Mẹ à, con hứa với mẹ, con hứa với mẹ con sẽ cưới Thư. Mẹ cũng phải hứa với con là mẹ sẽ khỏe lại như mẹ. Anh Bách, nếu mà anh có bận công việc gì thì anh cứ về đi, em chăm sóc cô cho. Chưa chắc là anh thương cô bằng em đâu, anh cứ yên tâm. Thư à, em về chuẩn bị đi. Chuẩn bị gì anh? Mình làm đám cưới. Cưới hả? Ừ. Anh thấy sức khỏe của mẹ không tốt lắm, anh không muốn để mẹ lo nữa. Mình cưới nha. Nhưng mà mẹ đang điều trị như vậy, mình cưới nhau có gấp quá không anh? Đây là ý của mẹ, càng sớm càng tốt. Dạ, vậy em sẽ chuẩn bị lễ cưới nhanh gọn đơn giản để mẹ yên tâm nha. Ừ. Nhưng mà Khánh My thì sao? Anh vẫn sẽ chăm sóc cho cô. Em hiểu không Thư? Bây giờ cô không còn ai hết. Nghĩ đi nghĩ lại, Khánh My thành ra như vậy em cũng không muốn.
Nếu như là em rơi vào hoàn cảnh như vậy thì cũng không biết phải nương tựa vào ai. Có vẻ đáng thương hơn là đáng trách. Em sẽ cố gắng trông nom cổ, phụ anh chăm sóc cho cổ. Từ nay em sẽ xem Mi như là em gái. Em mong anh cũng sẽ phân định được, khi chúng ta đã là vợ chồng, em sẽ không chịu nổi anh có ai khác trong tim ngoài em. Hứa với em được không? Anh hứa gì? Cô uống sữa đi. Cô có sao đâu mà phải uống sữa chứ. Bây giờ là nhiệm vụ của con đó, phải mau mau tiến hành lễ cưới. Lần này dứt khoát không ai được ngăn cản hết. Nhưng mà lỡ anh Bách phát hiện ra là cô bị ung thư giả thì sao? Cô không nói, con không nói thì sao nó phát hiện được? Cô cũng đã nhờ bác sĩ quen rồi, mà tới lúc phát hiện ra rồi, chẳng phải mọi chuyện đã quá muộn rồi hay sao? Chẳng lẽ vì chuyện đó mà nó lại trách móc cô? Con cũng hy vọng là vậy á. Nè, con sao vậy? Con không biết mình nên tiếp tục con đường này hay không nữa. Con đường này, ý của con là sao? Nếu như mà bây giờ cứ ép buộc anh Bách cưới con thì cuối cùng cái con có được chỉ là thân xác của ảnh thôi. Còn tâm hồn chắc là thuộc về một ai khác mất rồi. Vậy con cần thân xác của ảnh để làm gì? Con à, ngày xưa bao nhiêu cặp vợ chồng cưới nhau đều do cha mẹ sắp đặt hết. Ban đầu có thương yêu gì nhau đâu chứ. Vậy mà khi cưới về rồi vẫn sống với nhau tới trọn đời hạnh phúc đó thôi. Bây giờ hai đứa con cứ cưới nhau trước, thành vợ thành chồng rồi, mưa dầm thấm lâu con à. Con sẽ có cách để giành được trái tim của nó bằng sự chân thành của con, bằng sự chăm sóc quan tâm của một người vợ đối với chồng. Cô nghĩ gã đàn ông nào cho dù mạnh mẽ đến đâu đi chăng nữa cũng sẽ siêu lòng bằng sự chăm chút của các bà vợ. Cố gắng lên nha con. Con làm được mà đúng không cô? Chắc chắn cô tin là con sẽ làm được. Còn Khánh My thì sao cô? An tâm đi, cô sẽ tìm cách khiến cho thằng Bách chán ghét nó, xem như nó là một món nợ không hơn không kém vậy. Mẹ ăn thuốc đi mẹ. Con à, chưa tới giờ đâu, con cứ để đây đi, một hồi nữa tới giờ thì mẹ sẽ uống mà. Mẹ à, con nói mẹ ở lại phòng khám đi, để bác sĩ theo dõi sức khỏe của mẹ, rồi người ta còn biết là phẫu thuật hay điều trị chứ. Ở đó mẹ không có thoải mái, ngột ngạt lắm con à. Hơn nữa Minh Thư nó cũng đã lo cho mẹ, và nó thường xuyên đưa mẹ đến phòng khám mà con. Khi nào xạ trị thì mẹ sẽ nhập viện luôn. Với lại đã có bác sĩ quen rồi, con không cần phải lo. Con thấy như vậy nó nguy hiểm lắm đó mẹ. Con đừng có lo gì cho mẹ hết. Mẹ ở nhà, mẹ còn giúp được cho Minh Thư để chuẩn bị lễ cưới ra sao chứ. Mẹ lo được gì cho các con thì mẹ cảm thấy vui con à. Chứ cứ nằm ở trong bệnh viện không có tin tức gì, mẹ không có an tâm con à. Con thấy bây giờ sức khỏe của mẹ là quan trọng nhất, mấy chuyện còn lại con thấy không có quan trọng lắm đâu. Thôi được rồi, bây giờ con đi làm đi. Mẹ sẽ chú ý tới sức khỏe của mình, có gì mẹ sẽ nói Minh Thư gọi điện cho con liền. Dạ. Mẹ à,
Con thấy ung thư không phải là chuyện đơn giản đâu mẹ. Con thấy là phòng khám tư không có gì là chắc chắn hết. Hay là con đưa mẹ tới bệnh viện nha, có bác sĩ chuyên khoa chẩn khám lại cho mẹ, có được không? Không không, không cần đâu con. Ý mẹ nói á là vị bác sĩ đang chữa trị cho mẹ cũng là bác sĩ giỏi, làm lâu năm rồi, tất nhiên là phải chăm sóc cho mẹ tốt chứ. Nhưng mà dù sao phòng khám tư nhân cũng đâu có đủ thiết bị đâu, đi bệnh viện vẫn yên tâm hơn mà. Mẹ nói được rồi mà, mẹ tự lo liệu được. Thôi con cứ đi làm đi, không là trễ đó con. Được rồi, vậy mẹ nhớ uống thuốc đúng giờ nha. Ừ, mẹ nhớ mà. Có gì phải gọi cho con liền. Mẹ hứa, có gì mẹ sẽ nói Minh Thư gọi điện cho con. Dạ con đi. Xạ trị quá trị. Có thể chữa khỏi ở giai đoạn sớm. Bệnh của mẹ phát hiện sớm, có thể chữa khỏi sớm. Mẹ ơi, không hỏi xem mẹ bệnh giai đoạn nào, mình thật là vô tâm. Dạ dày bình thường, môn gì bình thường, hành tá trạng cũng bình thường, kết quả sinh tiết không, viêm dạ dày. Theo như kết quả hình chụp thì không phát hiện bất cứ vết loét hay là ung thư gì cả. Đúng là viêm loét dạ dày như chẩn đoán thôi. Vậy kết quả nội soi này không phải là ung thư dạ dày đúng không bác sĩ? Bình thường muốn tầm soát ung thư dạ dày thì không chỉ dựa vào kết quả nội soi, mà khi phát hiện bất thường thì bệnh nhân sẽ được chỉ định chụp CT hoặc là các phương pháp cần thiết khác. Còn dựa theo hình ảnh chụp và kết luận trên này là bị viêm dạ dày là đúng rồi. Chắc chắn không phải là ung thư dạ dày hả? Chẳng lẽ anh muốn bị ung thư dạ dày lắm sao? Không phải. Với lại tôi thấy anh tới phòng khám này hỏi trực tiếp sẽ rõ hơn. Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ. Tôi xin phép. Chào anh. Đẹp, đẹp quá con à.
hình dễ thương quá đi. Trời ơi, cái miệng con cười tươi lắm đó. Cô à, nhất định lần này sẽ thành công. Con sẽ trở thành cô dâu đẹp nhất, hạnh phúc nhất. À mà cô nè, con đã đặt khách sạn cho tuần trăng mật rồi. À, vậy địa điểm nè, cô coi thử coi được không? Thích không? Ừ, lựa tấm này, cô thích tấm này, cô chịu đó. Đẹp ha? Chắc chắn là tụi con sẽ có một tuần trăng mật rất là đáng nhớ ở đây. Điều mà cô mong ước nhất đó con. Dạ. Anh, cái gì vậy con? Hai người cô con là trò đùa hả? Mẹ à, mẹ biết con lo cho mẹ như thế nào không mẹ? Mẹ đem sức khỏe của mẹ ra lừa gạt con hả mẹ? Thư, em vui lắm hả? Em muốn mẹ anh bị ung thư thiệt để thỏa mãn chuyện đám cưới của em hả Thư? Em duyên giỏi lắm đó, anh đã tin đó. Nè, con đừng có đổ thừa như vậy. Chuyện này tất cả là do mẹ, mẹ làm tất cả mọi chuyện đó. Đến bây giờ con vẫn nghĩ là mình làm đúng hay sao vậy? Miệng con thì nói là một lòng chịu ơn mẹ, rằng con làm tất cả vì mẹ, nhưng hành động của con thì ngược lại. Con có biết cảm giác của mẹ ra sao không? Hả? Con cứ nghĩ đi, có một người mẹ nào mà chấp nhận cho con trai của mình cưới một người bệnh tâm thần bất định không vậy? Rồi con sẽ sinh ra những đứa con như thế nào? Khờ khạo, mẹ chịu điều đó hả? Mẹ làm ơn đừng có nói nữa được không mẹ? Mẹ nói điều đó không phải sao? Cho dù con có né tránh đi chăng nữa thì đó cũng là sự thật. Mẹ nói cho con tỉnh ngộ ra, tất cả những chuyện này là vì con. Vì con đó. Vì con hả? Mẹ giả bộ mình đi con lo lắng cho mẹ là vì con hả? Mẹ năm lần bảy lượt muốn con cưới Minh Thư cũng là vì con sao? Mẹ có bao giờ, có bao giờ nghĩ tới cảm xúc của con? Có bao giờ mẹ hỏi là con muốn cái gì không mẹ? Con nói gì? Cảm xúc của con hả? Con có nghĩ tới cái chuyện đau đớn là ba mẹ và em gái của con cùng mất trong ngày hay không? Con đã trải qua cuộc đời này với sự báo thù của con ra sao hả? Con có nghĩ là ai là người đứng sau lưng giúp đỡ con hay không? Con đã từng trải qua cảm giác đau thương tột cùng. Ta chết đi sống lại rồi mà con, thì bây giờ tại sao con lại không vượt qua cái cảm giác yếu đuối tổn con này chứ? Mẹ dạy con trở thành con người yếu đuối như vậy sao hả? Con chưa bao giờ là một người ủy mị hay yếu đuối. Con đã dành hết tuổi trẻ của con vào chuyện báo thù rồi. Con nghĩ đã đến lúc con có quyền được yêu mà mẹ. Con nói gì? Con nói lại một lần nữa đi. Con yêu ai? Con yêu cái con người điên đó hả? Đúng, con yêu cổ. Dù cho cổ có điên con cũng sẽ yêu cổ. Con sẽ chăm sóc cho cổ đến suốt cuộc đời này, không bao giờ thay đổi. Không dồn con vào chân tượng thì con đi cưới cái đứa điên đó sao? Con điên thật rồi. Bách, con đi đâu vậy? Bách, làm gì vậy My? Đẹp, đẹp, muốn đẹp, muốn đẹp. Ừ, đưa đây, đẹp. My có nhớ hình này anh với My chụp lúc nào không? Muốn đẹp,
muốn đẹp nè. Là muốn cái gì? Muốn đẹp. Nè, coi chừng. Nè, My. Em muốn cái gì vậy? My, nè, My. My. My, tay của em chảy máu rồi. My ơi, em có sao không vậy? Em có sao không? My. Anh xin lỗi, anh xin lỗi em, anh xin lỗi. My. Em có sao không? Đẹp. My. Đẹp quá. Tiếp tục theo dõi cho tôi, tìm xem người thân cô ta ở đâu. Chắc chắn là họ phải có liên lạc với nhau chứ. Cuối cùng thì cái màn kịch giả điên giả khùng này phải kết thúc đi. Mày đây hả Minh Thư? Xinh đẹp, giỏi giang, có mọi thứ. Vậy mà cuối cùng không bằng một con điên. Tiền đồ rộng lớn ở Mỹ, mày lại bỏ về đây chỉ vì một người. Rồi cuối cùng tay không sao? Không, Minh Thư này không có được thì không ai được có. Từng kỷ niệm thời gian kia không xóa mờ. Một thời yêu em có ai ngờ, một đời tâm càng mãi bơ vơ. Vì từ đầu tình yêu chưa dẫn lối, niềm đau ngày xưa làm mờ lý trí. Vô tâm gieo nên ngàn giọt nước mắt, đùa đầy hông nhớ giữa thế gian. Đến phút cuối nhận ra tim anh rung động vì yêu thương vỡ hoa. Vì em ngây thơ khiến anh ngộ nhận chuyện tình đôi ta như là mơ. Nếu đã lỡ tổn thương trong em, buông bàn tay mong em hạnh phúc. Xin tha thứ tội tình trái thâm tâm anh, nhìn lên cao xanh lối gió anh mà. Đến phút cuối nhận ra tim anh rung động vì yêu thương vỡ hoa. Chính vì em ngây thơ khiến anh ngộ nhận chuyện tình đôi ta như là...